Mà tôi cũng phải phục các cái anh công an ở đây. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Tôi thật. Anh ấy chỉ láo vô cùng, cứ xin lỗi chị, anh ấy chỉ vào mặt thế này là anh chửi địt mẹ chúng mày, thằng danh con này. Địt mẹ chúng mày, thằng danh con này. Cho nên nay hơn 7 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào như thế này. Địt mẹ chúng mày, thằng danh con này. Chứ phải tôi đấm cho mày. Mẹ là chúng mày. Mẹ là chúng mày, thằng danh con này.